Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Vũ trụ Alien luôn là đề tài mà nhiều người yêu thích. Hôm nay anh em hãy cùng mình tìm hiểu về dòng thời gian của vũ trụ Alien vs Predator nhé. Clip sẽ từ nhiều phần lịch sử của cả hai giống loài nên có thể sẽ hơi bị nỗi hoặc là sẽ hơi bị rối não, có thể sẽ không phù hợp với nhiều người và anh em cần phải cân nhắc trước khi vào clip. Còn bây giờ thì cùng bắt đầu nào. Cách đây khoảng 3,6 tỷ năm, các kỹ sư đã đến trái đất. Một kỹ sư đã uống chất nổng đen và cơ thể của hắn hòa làm một với nước. Các tế bào của hắn tạo ra con người như bây giờ. Cách đây 3.000 năm trước công nguyên, các Predator đã đến trái đất và dạy con người cách xây dựng. Lúc này công nghệ của họ đã rất tiên tiến. Khoảng 3.100 vài chục nghìn năm gì đó, các Predator đã du hành thời gian đến những năm 2.100 đổ lên. Và đây cũng là khoảng thời gian mà Android David đã hoàn thiện loài Xenomorph và các Predator đã đưa chúng về khoảng thời gian mà con người tôn thờ họ. Năm 2900 trước công nguyên, các Predator thất thủ trước những gì họ xây dựng ở trái đất. Họ buộc phải dùng bom để xóa sạch tất cả một quốc gia. Năm 1718, sự kiện được kể dưới bản truyện tranh là phần tiền truyện của phim Predator 2. Một thuyền trưởng con người tên Antonini bị bao vây, nhưng ông vẫn chiến đấu anh dũng. Một Predator thấy được sự quả cảm của ông nên đã ra giúp, nhưng thuyền trưởng vẫn không qua khỏi. Trước khi chết, ông đưa cho Predator một khẩu súng hoa cải như một lời cảm ơn. Trước những sự kiện mà Predator giúp thuyền trưởng Antonini vào những năm 1600 gì đó, một Predator tên Father Predator đã đến trái đất và hạ sát những người rừng nguyên thủy và cả thợ săn cầm súng. Một cô gái người rừng tên Naru đã hạ gục con Predator nguyên thủy này và lấy đầu của nó như một sự kiêu hãnh cũng như trả thù cho những người của tộc mình. Năm 1987, sự kiện trong phim Predator 1, một Jungle Hunter đến trái đất và tàn sát rất nhiều người lính. Cuối cùng đã bị đất hạ gục và đất là người đầu tiên hạ một Predator trên trái đất. Năm 1997, các Predator không săn con người trong rừng nữa mà các anh chuyển sang săn những anh da đen ở thành phố New West. Thanh tra da đen đã hạ gục được một City Hunter ở tại căn cứ của các Predator. Tại đây, ta thấy được rất nhiều sọ của các sinh vật, bao gồm cả Xenomorph. Một nhóm Predator xuất hiện và bao vây thanh tra. Tuy nhiên, anh không bị giết mà còn được Predator tộc trưởng tặng cho món quà, đó là khẩu súng hoa cải của Antonini. Năm 2004, Alien vs Predator 1, bộ 3 Predator trẻ được cử đến trái đất nhằm thực hiện chuyến đi săn của nghi lễ trưởng thành. Một nhóm người dưới sự điều hành của ông Waynon đã đến ngôi đền cổ dưới lòng đất. Bọn họ đã đánh thức con Queen Alien và nhanh chóng làm vật chủ cho các Alien. Một cuộc chiến nhanh chóng nổ ra. Hai trong số 3 Predator trẻ bị hạ gục bởi một con Alien tên Grit. Scar Predator là người hoàn thành nghi lễ, dù anh ta là người trẻ và nhỏ nhất, nhưng không may đang thực hiện nghi lễ anh ta đã bị một con Facehugger ký sinh. Mặc dù vậy, anh ta vẫn giúp Alex đánh bại Queen Alien, nhưng anh ta cũng bị Queen giết chết. Tộc trưởng xuất hiện và đưa anh ta về tàu cũng như tặng cho tiến sĩ Alex thanh giáo của mình ở trên tàu. Alien được sinh ra khoảng vài ngày cho đến vài tuần sau. Lúc này đã là phim Alien vs Predator 2 rồi. Tuy nhiên, các sự kiện trong phim tầm vài ngày đến vài tuần là cùng. Alien nảy lên một con tàu nhỏ của các Predator tại đây. Nó gây ra một vụ tai nạn khiến con tàu rơi xuống một thị trấn nhỏ và nó hạ sát nốt Predator cuối cùng. Tuy nhiên, anh ta đã gửi tín hiệu về cho Gogo nhanh chóng đến trái đất và đánh bại vài chục con Alien, và ông đã chết cùng con Alien khi chính phủ quyết định thả bom hạt nhân. Vũ khí của World được tập đoàn Weyland chủ tịch là cô Yutani thu hồi. Năm 2010, các Predator bắt một nhóm người toàn những tay súng nguy hiểm lên hành tinh của mình để đi săn. Tuy nhiên, cả ba bị hạ gục khá là dễ dàng, mặc dù là phải hy sinh người. Con đầu tiên bị Nikolai cho bom nổ, con thứ hai bị Hanzo dùng ulti chăn chối hạ gục, con thứ ba bị Nam Chính chém bay đầu. Năm 2018, các Predator muốn dùng con người để nâng cấp cho chúng. Predator Fusion Deer đến trái đất nhằm giúp con người chống lại một cuộc đi săn của các Predator. Ultimate Predator nhanh chóng đến trái đất và gục Fusion Deer cũng như đánh bại hầu hết các nhân vật chính phủ. Nhưng hắn ta lại quá chủ quan kiêu ngạo nên đã bị nhân vật chính là Queen McKenna hạ gục. Năm 2028, Android David được tạo ra bởi tập đoàn Weyland là một robot được tạo ra sao cho giống con người nhất. Hắn cũng là kẻ đã tạo ra chủng loài Xenomorph. Năm 2093, tàu vũ trụ Prometheus đặt chân đến hành tinh NV-223. Bọn họ nhanh chóng phải đối mặt với những thứ vũ khí nguy hiểm do chủng loài kỹ sư tạo ra, là một loại chất nỏng đen đặc sệt. Nó cũng là cội nguồn của Alien. David đã nén cho một giọt vào cốc rượu của Holloway. Đêm đó, Holloway đã mây mưa cùng tiến sĩ Shaw và tạo ra một con
Leon Trilobite, sinh vật giống một con bạch tuộc khổng lồ cuối phim. Nhóm thám hiểm đánh thức kỹ sư và ngăn chặn hắn đến trái đất. Kỹ sư đã đến tàu vũ trụ Prometheus nhằm giết chết tiến sĩ Shaw. Tuy nhiên, Shaw đã thả con Trilobite ra để nó hạ kỹ sư. Sau một hồi vật lộn, tay kỹ sư đã bị con Trilobite khổng lồ ký sinh và sinh ra một con Deacon. Về phía Elizabeth Shaw và David thì họ quyết định không về trái đất mà đến hành tinh của các kỹ sư. Tại đây, David đã thả chất lỏng đen xuống và tiêu diệt toàn bộ giống loài Engineer. Còn Elizabeth Shaw, cô đã bị David mổ xẻ để tận dụng trong công việc nghiên cứu của hắn, và hắn đã tạo ra được những quả trứng chứa phây hất gờ. Tuy nhiên, hắn không còn thứ gì để tận dụng cho công việc nghiên cứu của mình cả. Mãi cho đến năm 2104, tàu Covenant đến hành tinh mà David đang cư trú, và David đã dẫn dụ họ để làm vật chủ cho phây hất gờ. Thành quả tạo ra là một con Britomoth khổng lồ. Tuy nhiên, sau khi lên tàu Covenant, hắn đã thành công trong việc tạo ra một con Xenomoth hoàn thiện, và hắn gửi các thông tin về cho tập đoàn Quellen. Khoảng vài năm sau đó, chủng loài Predator đã du hành đến thời điểm này và họ lấy những con alien về quá khứ, tạo nên những đối thủ xứng tầm. Đoạn này chỉ là giả thuyết của mình thôi, còn như nào phải chờ phần tiền truyện thứ 3 của Alien ra mắt đã. Còn bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về 4 phần phim về Alien. Năm 2122, một tàu thám hiểm đến hành tinh NV-426. Tại đây, họ phát hiện ra một con tàu khổng lồ của giống loài kỹ sư và thấy được một kỹ sư khổng lồ đang nằm phơi xác. Còn ở phía dưới căn hầm là một đống trứng phây hất gờ, và một trong những người thám hiểm đã bị lây nhiễm, nhưng người trên con tàu không biết gì nên đã đưa mối nguy hiểm đến gần họ, và con Xenomoth đã giết chết toàn bộ thủy thủ đoàn, chỉ còn tiến sĩ Rigney còn sống. Năm 2179, Rigney một lần nữa phải đối mặt với nỗi sợ của mình. Cô đã quay lại hành tinh NV-426 và đánh bại một Queen Alien, cũng như nhận nuôi một cô bé. Sau vài tháng trên con tàu con thoi, một con phây hất gờ đã nhảy lên một thành viên nào đó, khiến hệ thống báo hiệu phải đẩy cả 4 buồng ngủ đông ra ngoài. Họ đáp xuống hành tinh Fiola 161. Tại đây, vụ va chạm đã khiến cho hai người hy sinh, chỉ còn Rigney còn sống sót. Cô phải giúp nhóm tù binh tiêu diệt hai con Xenomoth Nightbot, cũng như cô phải tự kết liễu mình để tiêu diệt con Queen Alien nhỏ. Năm 2378, tập đoàn Quellen đã thu được mẫu máu của Rigney trước khi cô chết, và họ cũng tạo ra thành công Queen Alien. Chính vì được dung hòa nên là phiên bản Rigney nào cũng có một con alien cả. Tuy nhiên, đến phiên bản Rigney 8, họ mới tạo ra được một Rigney không khác gì người thường. À, mình nhầm, ý mình là không khác gì người cũ cả. Tuy nhiên, sự cố nhanh chóng ập đến khi các con Xenomoth trưởng thành bắt đầu làm loạn, và khi chúng thoát ra, chúng bắt đầu cuộc tàn sát của mình. Rigney nhân bản của một nhóm người đã cho nổ con tàu mẹ trước khi nó đến trái đất. Ở phần này, chúng ta được thấy thêm một giống loài mới tên Newborn Alien. Khi đến trái đất, chúng ta chỉ có thể thấy được một câu nói mơ hồ của Rigney cũng như khung cảnh trái đất tan hoang. Vậy là toàn bộ phần phim về Alien và Predator cũng đã hết. Anh em có muốn bộ đôi thợ săn này sẽ xuất hiện trong thời gian tới, hãy comment cho mình biết nhé. Đừng quên ấn like, share cũng như đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những clip mới nhất từ kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.